Optibac tím chứa hơn 2,3 tỷ vi khuẩn, trong đó gồm hai vi khuẩn chính là Lactobacillus rhamnosus GA1 và Lactobacillus bacteriaceae 14, hỗ trợ tốt cho sức khỏe âm đạo và đường tiết niệu của phụ nữ. Trong đó, cộng Lactobacillus rhamnosus GA1 sản xuất axit lactic làm giảm độ pH trong âm đạo, ức chế và tiêu diệt mầm bệnh, bảo vệ và phòng ngừa các bệnh nhiễm khuẩn hoặc nấm men trong âm đạo của phụ nữ. Cộng Lactobacillus bacteriaceae 14 sản sinh ra chất hydrogen peroxide đóng vai trò quan trọng trong sức khỏe âm đạo, nâng cao hệ miễn dịch của cơ thể, ức chế sự tăng trưởng của các vi sinh vật có hại, đồng thời tiêu diệt virus bằng cách sản xuất ra axit của nó. Men vi sinh Optibac tím có tác dụng gì? Cộng phòng ngừa và hỗ trợ điều trị viêm vùng kín, viêm âm đạo, nấm âm đạo và viêm đường tiết niệu. Cộng làm dịu các cơn đau, khó chịu do viêm đường tiết niệu gây ra. Cộng nâng cao hệ miễn dịch, bảo vệ và phòng ngừa các bệnh nhiễm khuẩn hoặc nấm men trong âm đạo của phụ nữ, ngăn ngừa nguy cơ nhiễm trùng bàng quang. Cộng sản phẩm chiết xuất tự nhiên bao gồm các vi khuẩn có lợi cho sức khỏe, đảm bảo an toàn và không ảnh hưởng đến độ pH tự nhiên của âm đạo.